Trong số biết việt hiện tại, Sơn Tùng MTP có thể được xem là ca sĩ thành công bậc nhất. Anh ca thái được nhiều thành tựu lớn và cả những bản hit để đời được công chúng yêu thích. Không chỉ trong nước, âm nhạc của anh còn lan rộng sang nhiều quốc gia khác. Những màn hợp tác với nghệ sĩ quốc tế của Sơn Tùng cũng khiến cho khán giả trầm trồ mãi không hớt vì quá đỉnh. Cho đến mới đây, quản lý của Gucci Việt Nam đã bất ngờ đăng tải khung ảnh Sơn Tùng hội ngộ với các ông lớn của thương hiệu thời trang đinh đám này. Có thể thấy anh chàng đã xuất hiện với diện mạo cực điển trai, kèm theo đó là phong thái vô cùng tự tin, thần thái đỉnh cao hết nấc. Nhìn khung ảnh xịn sò này, ai nấy cũng phải khen Sơn Tùng với hai chữ đẳng cấp. Ông Daniel Bombardi, giám đốc Gucci Thái Lan, đã chia sẻ hình ảnh này lên story Instagram cá nhân rất hân hạnh được gặp gỡ và ăn tối cùng sơn tùng mtp ngoài ra ông cũng gửi lời chúc mừng ca khúc mới making my way của nam ca sĩ gốc thái bình điều này không quá bất ngờ với cộng đồng mạng bởi sơn tùng mtp vốn đã rất ưa chuộng những mẫu đồ đến từ nhà mốt Gucci, từ quần áo giày dép cho đến các phụ kiện đầu năm nay nam ca sĩ cũng gây chú ý khi diện cả set đồ đến từ thương hiệu thời trang xa xỉ này theo thông tin của chúng tôi, ca sĩ Sơn Tùng MTP sẽ lên biểu 4 tạp chí thời trang tại Việt Nam và diện đồ của Gucci như một động thái thể hiện danh xương Friends of the House trong thời gian tới. Được biết, đây là một phần trong kế hoạch quảng bá cho siêu dự án trong năm 2023 của giọng ca Hãy Chào Cho Anh. Chia sẻ về việc lựa chọn trang phục của bản thân, giọng ca chúng ta của hiện tại tâm sự tôi chỉ mặc một lần thôi tôi không bao giờ cho phép mình mặc trùng trang phục tại bất kỳ sân khấu nào cả vì nếu như vậy tôi cảm thấy khó chịu lắm tôi cảm giác mình không phải là mình của ngày mai của ngày hôm kia vì cảm xúc không được thay đổi nhiều người thắc mắc bảo tôi tốn nhiều tiền quần áo quá nhưng đó là công việc của tôi khán giả muốn nhìn thấy tôi đẹp đó là trách nhiệm của tôi là một trong những nghệ sĩ Việt Nam trẻ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu nhất thời điểm hiện tại, Sơn Tùng MTP đã xây dựng sự khác biệt chất riêng của mình bằng những ca khúc có giai điệu mới lạ, bắt tay, kết hợp cùng phong cách thời trang khác biệt của bản thân. Tuy nhiên trước đó với việc vắng bóng một thời gian dài trên đường đua âm nhạc khi lâu không ra sản phẩm mới, thêm vào đó là việc ca sĩ Gen Z hoạt động sôi nổi, khán giả hoài nghi về việc vị thế Sơn Tùng có lung lay trước Gen Z. Với hàng loạt bản hit đa thể loại, nam ca sĩ gốc Thái Bình thực sự đã đạt được những thành công lớn và một số vị trí không ai ngồi được, đúng như lời nói của anh trong một buổi talk show trước đây. Xong, sau, sau năm 2020, vị thế của Sơn Tùng MTP ngày càng lung nay dữ dội. Anh không còn vượt qua được những kỷ lục của chính bản thân, thậm chí còn thất thế khi ra sản phẩm Rest No One At All. Cùng lúc, làn sóng Gen Z đổ bộ một cách đầy mạnh mẽ vào làng nhạc Việt chỉ riêng trong năm 2021 và 2022, những hiếu thứ hai MCK, Brady và Mono đã nổi lên như những cái tên sẵn sàng thách thức vị thế của những người đi trước. sớm nhất trong số này có lẽ là MCK với tài năng và tính cách không hề trộn lẫn. MCK vẫn đã và đang duy trì được bùng nổ hiện tại của bản thân rapper đến từ Rapito với khả năng tạo trend của mình nhanh chóng trở thành một trong những thần tượng của thế hệ mới, đại diện cho âm nhạc của Gen Z tại Việt Nam. Gần nhất, album 99% với 8 trên 16 bài hát lọt cùng lúc vào top trending cũng là minh chứng rõ nét cho sức hút của MCK với khán giả trẻ. Người tiếp theo có thể nhắc đến chính là Hiếu thứ hai. Ở thời điểm hiện tại, Nam rapper đã và đang là một trong những nghệ sĩ có độ viral cao nhất của âm nhạc Việt. Anh liên tục xuất hiện trong top đầu của các bảng xếp hạng, ảnh hưởng mạng xã hội mỗi khi được công bố. Với sự cộng hưởng cùng với việc tham gia hai ngày một đêm, các ca khúc mới của anh như Ngủ một mình, Vệ tinh hay mới nhất là Không thể say đều đạt được những thống kê ấn tượng. Ngoại hình sáng, tính cách hài hước và thân thiện là những yếu tố giúp hiểu thứ hai nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi góp mặt trong các buổi biểu diễn ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Grady chính là người vượt qua sân tùng MTP để đứng đầu trong bảng xếp hạng streaming của một nền tảng với hơn 1,1 triệu lượt người nghe hàng tháng. Việc nam nghệ sĩ sinh năm 2000 vượt mặt người đàn anh có thể xem như một tín hiệu chuyển giao của âm nhạc Việt. Chiến lược khéo léo từ công ty chủ quản đang xây dựng Grady thành một cái tên quái vật trong thế hệ Gen Z. Đây sẽ là một nhân tố đáng gờm của âm nhạc Việt ở hiện tại và tương lai. Với âm nhạc chất lượng cùng với đó là những chiến thuật marketing tốt, giọng ca đưa em về nhà được dự đoán sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Với cái tên cuối cùng chắc chắn là Mono, em trai ruột của Sơn Tùng MTP, chỉ sau 6 tháng debut, nam ca sĩ chinh phục liên tục từ giải thưởng làn sóng xanh đến cả giải thưởng của các trang tin điện tử với Mono, mỗi khi anh xuất hiện sẽ ít nhiều tạo ra những xu hướng thịnh hành, nhìn cú đá chân trên sân khấu hoa hậu hay những động tác vũ đạo lẫn chiếc áo Ashes thành trend cũng nhanh chóng cho thấy sức hút của nam ca sĩ sinh năm 2000. Một giám đốc công ty truyền thông lớn cũng bật mí mức cát-xê của Mono ở thời điểm hiện tại đã vượt quá 10.000 USD trong một show diễn. Tuy nhiên, việc Sơn Tùng cho ra mắt tác phẩm Making My Way với hàng loạt thành tích khủng đã khiến cho khán giả yên tâm rằng vị thế của giọng ca gốc Thái Bình vẫn rất vững chắc. Bài hát được Sơn Tùng hát hoàn toàn bằng tiếng Anh chứng minh cho việc Sơn Tùng vẫn đang nỗ lực để đưa các tác phẩm của mình vươn tầm thế giới, đúng với mục tiêu mà ca sĩ này đã đề ra. Sơn Tùng MTP đã bắt nhịp với khán giả Gen Z Making My Way là ca khúc mang âm hưởng reggae dancehall từng được Sơn Tùng thể hiện thành công qua sản phẩm Hãy Trao Cho Anh năm 2019. Cùng với làn sóng đổ bộ của văn hóa Mỹ Latin thời gian gần đây, giai điệu sôi động uyển chuyển của thể loại reggae đã chinh phục tai nghe của khán giả toàn cầu. Trở lại cùng với một thể loại đang hot là quyết định khôn ngoan của Sơn Tùng và ekip để thu hút khán giả cả trong và ngoài nước, nhất là khi gu âm nhạc của Gen Z ngày nay không còn là tranh lệch quá nhiều so với thế giới thay vì dồn sức đẩy mạnh truyền thông đặt ra mục tiêu phá vỡ các kỷ lục về lượt xem cho mv mới ekip ra mắt making my way như một bản b side ca khúc sắp sau ca khúc chủ đề trong full album để tạo nhiệt từ từ cho dự án tới cũng như tham dò phản ứng của dư luận đây là chiến lược phổ biến hiện nay của nhiều nhóm nhạc hàn quốc như new jeans ive aespa nhằm duy trì sự quan tâm của công chúng trong thời gian quảng bá Đặc biệt, nam ca sĩ chịu thoát vai chủ tịch lạnh lùng kín tiếng thường ngày để giao lưu với khán giả trên TikTok, mạng xã hội của Gen Z. Giọng ca lạc trôi gây bất ngờ bằng những bản duet kết hợp cùng với clip sáng tạo của fan hay quay các video ngắn có phần ngộ nghĩnh. Trước thêm comeback, hashtag Making My Way vượt hơn 130 triệu lượt xem trên TikTok, khẳng định sức hút của thương hiệu Sơn Tùng MTP với khán giả đại chúng. Những chỉ số ấn tượng của Sơn Tùng Making My Way đã đạt được những thành tích ấn tượng dù sản phẩm chỉ ra mắt phiên bản audio và visualizer, không hề có một MV chính thức. Ở thành tích nhạc số, Making My Way rất cần ít thời gian để vươn lên top 1 của iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam. Đáng chú ý, bài hát cũng chiếm chọn vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng iTunes của Singapore, Nhật Bản và Đài Loan. Tại nền tảng Spotify, Sơn Tùng MTP thu về hơn 840.000 lượt stream đầu. Đây là lượt stream nhạc khá tốt đối với một ca khúc 100% tiếng Anh được nghe chỉ trong vòng 24 giờ đầu phát hành trên nền tảng này. Khác với những lần quảng bá trước, Sơn Tùng không chia sẻ link YouTube lên trang cá nhân. Thay vào đó, anh tập trung vào nền tảng số Spotify và Apple Music. Tuy vậy, Making My Way tại YouTube vẫn vươn lên mạnh mẽ. Making My Way chỉ mất gần 7 tiếng để vượt lên top 1 trending âm nhạc và top 1 trending tổng thể tại Việt Nam. Sau 24 giờ, phiên bản Visualizer đã mang về cho nam nghệ sĩ 5,5 triệu lượt xem và hơn 500 ngàn lượt thích. Making My MyWay cũng tiến thẳng lên vị trí top 1 video được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên toàn thế giới và top 1 trending tại Nhật Bản, thiết lập một kỷ lục mới mà chưa nghệ sĩ Việt Nam nào làm được. Bên cạnh đó, ca khúc mới của Sơn Tùng đã lao lên top 6 trending tại Canada, top 7 trending tại Hoa Kỳ, top 14 trending tại Vương quốc Anh vậy theo bạn vị thế của sơn tùng mtp có dễ dàng bị lung lay trước các ca sĩ gian Z?